Nếu bây giờ cho em 10 tỷ để em bỏ bạn trai hiện tại của em, em ví dụ em có bạn trai rồi đây, thì em bỏ không? Bỏ. Bỏ. Bỏ chứ. Nhanh gọn. Nếu mà để cho em 10 tỷ em bôi nhọ nó xấu bạn bạn thân của em á thì em làm không? Sao mà xin lỗi được không anh? À được. À. Vậy thì làm. Xong rồi mình xin lỗi, xong mày chia nhau đứa 5 tỷ là hết giận. Thường thường á Tết bạn với đám bạn thân của bạn á, bạn có bạn thân lẫn gái không nè? Có chứ. Ừ, có nhậu nhẹt gì không? À, nhậu có nhậu nhưng mà chưa đến nỗi là xỉn thì ba mẹ không cho. À vậy hả? Vậy nhậu rồi mấy đứa có bị lầy không? Có chứ. Lầy thường thường gái lầy sao nè? À, đứa thì tự nhiên vậy cái khóc, còn đứa thì tự nhiên cái đụng tới nó là nó cười, còn mình thì mình ngồi im re. Vậy đây chị gọi là lầy của em đó. Ví dụ giống như là có một chàng trai xuất hiện cao to lực lượng sáu múi trước mặt bọn em lúc mà bọn em đang nhậu xỉn như vậy thì bọn em sẽ làm gì anh ấy hả? Thứ tiên là bạn em hỏi là anh có bị gay chưa? Ủa sao cái câu đầu tiên lúc nào cũng hỏi là anh có bị gay như hoài vậy? Tại vì bây giờ em mất niềm tin vào cuộc sống quá. Ủa, nên bị... em phải kiểm tra trước rồi. Ủa, em mới... Em có bị dính trường hợp đó chưa mà em lại mất niềm tin vào cuộc sống? Em thì em chưa. Ừ. Mà xém dính. À xém dính. Còn mấy đứa bạn thân của em? Anh chắc nó dính rồi mình không dám kể nghe. Nói với em á, con trai và con gái khi quen nhau thì ai sẽ chung thủy hơn ai? Em nghĩ tùy người á. Ừ. Mà như em thì chắc em là người chung thủy. Really nigga. Khi mà em tới cái ngày mà người ta nói là mùa trứng rụng đó, thì em cảm giác cơ thể em như thế nào? Trứng rụng là ngày đèn đỏ của em. À, ngày đèn đỏ là đau bụng, khó chịu, kiểu hai cấu. À, vậy lúc đó nếu mà có bạn trai thì có thể gần gũi được với bạn trai không? Chắc là không, nhưng mà nó cho ăn thì chắc là thích. Cho ăn cái gì? Dạ đồ ăn. À, nghĩa là dẫn đi ăn hả? Dạ, dạ. Như nó cho ăn liên tục, nó cho ăn cái gì kỳ kỳ. Cái ngày mà trứng rụng về cội á, cảm giác cơ thể em như thế nào? Có nghĩa ngày đèn đỏ không em? Ngày đèn đỏ hả? Em cảm thấy mệt mỏi rồi. À, nếu mà sau này em có bạn trai thì ngày đèn đỏ của em có thể gần gũi bạn trai được hay không? Gần ví dụ như là nắm tay thì được. Ừ. Còn cái xa hơn thì tất nhiên là không. Sau này nếu có bạn trai, có bao giờ dám nắm tay và hôn nhau tại nơi công cộng không? Dạ không. Nắm tay thôi, nắm tay được. Còn hôn thì nếu mà hôn lên má thì... Chứ cái kiểu mà hôn môi, hôn sâu là không được. Dạ không. À, em có từng hôn sâu chưa? Cái dạng mà môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, nước bọt từ người này tuồn qua người khác, nôn nao gọi là đấu cháu lưỡi đó. À, cũng muốn anh, bạn trai cũ có từng phớt ngang thôi chứ chưa được hôn sâu anh. Dạ, à, nếu mà bây giờ em hôn bạn trai em mà bạn trai em kéo pháo lên nòng thì em giải quyết bạn trai em như thế nào? Kéo pháo lên nòng là sao? À, cái thứ mà ngủ yên của con trai mà khi hôn gái tự nhiên nó tức dị. Lúc đầu rất là mềm mại nhưng mà lúc sau nó lại không được mềm mại nữa. Mà nó trở nên rinh rút và cứng hơn. Thì em sẽ xử lý như thế nào? À, cái đó là bạn trai em xử lý chứ em đâu xử lý được đâu. Em không xử lý cho bạn trai em à? Không, em đâu biết. Đối em Tết á, thì cái dịch vụ nào phát triển nhất? Tết hả? Ờ. Ờ, karaoke nè. Ờ. Quán ăn nè. Ờ. Nhà nghỉ nữa. Ừ, quan trọng là nhà nghỉ. Tại sao nhà nghỉ lại phát triển? Tại vì nhiều người có nhu cầu mình đi chơi mà mình cũng phải vô nghỉ ngơi, cặp đôi đi chơi thì cũng nghỉ ngơi. Ồ, vậy con gái và con trai khi mà vô nhà nghỉ thường làm gì anh chồng? Phải hỏi người ta, anh hỏi đứa ế như em thì tất nhiên phải làm cái gì đó trong nhà nghỉ mới xứng đáng cái tiền vô đó chứ. Ừ, à, em sợ cách đây bao lâu? Em không có. Em hôn em còn chưa. À, có nghĩa là em chưa từng trải qua chuyện đó đúng không? Con trai á, khi cậu bé của con trai sẽ được so sánh với một loài động vật biết bay thì em biết là được so sánh với loài động vật nào nhỉ? Dạ, em nghĩ là họa mi. Có nghĩa là họa mi. À, vậy con gái, cô bé của con gái sẽ được so sánh với loài động vật biết bay nào? Dạ là vậy là đây. Động vật có cánh là bướm đúng không? Dạ. Nice. Người ta nói chim khôn chim ngưỡng cao đầu, bướm khôn bướm đậu ở đâu của con chim? Dạ bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim. Ủa em ơi, câu đó có nghĩa là gì vậy em? Dạ
Dù người đàn ông có giỏi giang đến đâu thì cũng chỉ nằm dưới con gái. Vậy có bao giờ em nằm trên bạn trai em chưa? Em chưa có bạn trai sao đừng nằm trên. Vậy sau này nếu mà em có bạn trai em sẽ có nghĩ là em nằm trên bạn trai em không? Em sẽ suy nghĩ về xem xét chuyện đó. Trái cấm con trai nằm ở đâu? Dạ, ở cổ. Trái cấm con gái nằm ở đâu? Nằm đâu hả? Em nghĩ con gái không có trái cấm. Gái có trái cấm hả? Nằm đâu ta? Nằm đâu ta? Ở ngực. Nằm ở vùng 1 đúng không? Dạ, vùng 1. Vậy con gái có bao nhiêu trái cấm? Dạ, 2. 2 trái. Con trai sẽ nhiều đầu hơn con gái? Nhiều hơn mấy đầu? Một đầu. Một đầu, đó là đầu gì em nhận? Dạ, đầu hệ mi. Đầu hệ mi. À, đầu hệ mi em thấy nó còn giống cái gì nữa không? Em chưa được nhìn nhưng không biết. À, em chưa được nhìn cho nên chưa biết hả? Đầu tiên. Con trai, cái trái cấm của con trai nằm ở đâu? Đây. Ở đây đúng rồi. Con gái nằm ở đâu? Trái cấm. Con gái làm gì có trái cấm? Con gái có trái cấm. Mà còn nhiều hơn con trai nữa lần khác. Trái cấm của con gái thì đâu em không biết. Vậy anh hỏi nha, thường thường á, vòng nào của con gái sẽ được so sánh với trái cây? Vòng 1. Vòng 1 được so sánh với trái cây đúng không? Dạ. Vòng đó có cho ai sờ tùy tiện không? Không. Có phải là chỗ đó là chỗ cấm không? Đúng rồi ạ. Thì cái đó gọi là trái cấm đúng không? Trái cấm là à, rồi. À, rồi. Vậy con gái có mấy trái cấm nè? 2. À, 4. 4 luôn. 4 luôn. Chỗ nào nữa vậy? Vòng 3. Vòng 3 đây. Mình nói ha. À, bây giờ con gái, cô bé của con gái sẽ được so sánh với một loài động vật biết bay. Thì em biết đó là loài động vật nào không? À, con bướm đúng không? Đúng rồi. À, còn của con trai, cậu bé của con trai sẽ được so sánh với một loài động vật biết bay. Thì em sẽ so sánh với loài động vật nào? Con đại bàng hả? Con chim. Đúng rồi, con chim đúng không? Con đại bàng to quá. Người ta nói có một câu: chim khôn chim ngẩn cao đầu, bướm khôn bướm đậu, ở đâu con chim? Ở đầu. Ở đầu con chim đúng không? Em hiểu câu đó có nghĩa như thế nào không? Nghĩa là dù con chim nó có bự cỡ nào nhưng mà con bướm nó vẫn ở trên. Có nghĩa là dù một chàng trai có thông minh cỡ nào hoặc là tài giỏi đến mức độ nào thì cũng nằm ở dưới trướng con gái đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nếu bây giờ cho em 10 tỷ để em bỏ bạn trai hiện tại của em, em ví dụ em có thằng nhà nội này thì em bỏ không? Đó. Bỏ. Bỏ chứ. Nhanh còn. Nếu mà để cho em 10 tỷ em bôi nhọ nó xấu bạn bạn thân của em á thì em làm không? Sao mà xin lỗi được không anh? À được. À. Vậy thì làm. Sao mà xin lỗi, sao mà chia nhau đứa 5 tỷ là hết giận. Vậy đó với em á, con trai à, lọc bạn trai em và bạn thân của em có xảy ra mâu thuẫn thì em sẽ đứng bên vực bên nào? Em bên nào đúng thì em bên vực thôi, nhưng mà chắc là bạn thân. Tại sao? Người ta nói là con cờ là mờ con mắt, con cờ không là mờ con mắt, em sao? Không anh. Tại vì bạn thân với em lâu quá rồi, còn bạn trai thì tại vì bây giờ cũng chưa có cho nên cũng chưa biết có cảm giác đó làm sao. Nhưng mà em bên là bạn thân, tại vì bạn thân thì nó có thể không giận dỗi hay là nó đi theo mình suốt cuộc đời, còn bạn trai nhiều khi quen một lúc rồi bỏ. Giữa sự nghiệp và gia đình em chọn cái nào? Gia đình. Giữa chồng và cha mẹ em chọn ai? Cha mẹ. Tại sao? Cha mẹ là người sinh ra mình, nếu mà mình không chọn cha mẹ thì mình đâu có xứng đáng có trong cuộc đời anh. Nhưng mà chồng là người đi theo với mình nữa cuộc đời còn lại. Nhưng mà cha mẹ là người tạo ra mình mà. Cho nên là em chọn cha mẹ. Vỗ tay, vỗ tay. Nếu tình cờ em gặp được người yêu cũ của em thì em cảm thấy như thế nào? Thì hỏi sao rồi, chừng nào cưới vợ, cưới vợ đừng mời nha, không có tiền đám cưới đâu. Ủa mày đẹp khen, hiểu không? Nếu em đang đi ngoài đường á, cái quay sau lưng chàng trai người yêu cũ á, đi sau lưng em thì em ứng xử ra sao? Thì em cứ đi thôi, kệ nó, em không quan tâm. Nếu người yêu cũ rủ em đi ăn, đi uống em đi không? Đi chứ anh. Người yêu cũ rủ em đi nhà hàng khách sạn em đi không? Đi nhà hàng thì đi khách sạn không đi. Tại sao vậy? Tại vì người yêu cũ mà đi khách sạn làm gì trong đó? Làm gì? Ôm lại kỷ niệm xưa thôi. Đó, đâu có cần gì để ôm đâu, cũ là bỏ qua rồi, chừng nào mới đi rồi tính sao không? Bây giờ cho em 10 tỷ để em bỏ bạn trai, em bỏ không? Dạ chắc có.
phải mỉm cười để giấu tình nỗi đau. Em sẽ bỏ nó xong rồi chuộc nó lại bằng mấy triệu đó. Trời, chứ cuối cùng bạn trai em chỉ có giá mấy triệu thôi hả? Kêu là tao lấy tiền xong rồi tao dẫn mày đi ăn. Vậy nếu mà bây giờ cho em 10 tỷ để em bán đứng bản thân em thì em bán không? Dạ chắc là không. Nhưng mà nếu không, mà thì không, thì không. Nếu mà có trường hợp đó cho tiền em thật thì em sẽ làm. Các bạn thấy clip hay hãy like và subscribe và cho kênh Gerson TV và Bún Mắm TV nha. Tết đến rồi, chúc Bún Mắm và Gerson TV thành công hơn và nhiều clip hay hơn. Rồi, thay mặt cho Gerson cũng như Bún Mắm TV chúc bạn có một ngày ăn Tết vui vẻ bên gia đình và đặc biệt là tìm kiếm được người yêu mới của mình nha. Chào và hẹn gặp lại bạn ở một chương trình sau. Dạ, cảm ơn.